Minh Outdoor Hà Đông Hà Nội. Đây là tấm biển chứa địa chỉ cũng như thông tin của cửa hàng tôi. Cửa hàng tôi là một cửa hàng chuyên kinh doanh, buôn bán về những mặt hàng âm thanh, bãi của Nhật, của Mỹ hoặc các nước châu Âu. Thì bên cạnh đó thì không thể thiếu được những sản phẩm gọi là phụ kiện âm thanh, chẳng hạn như là mic hát karaoke, dây loa, ổ cắm Nhật bãi, dây AV, dây quang, dây tín hiệu. Cửa hàng tôi có kinh doanh rất nhiều âm ly nghe nhạc, loa nghe nhạc, âm ly karaoke, loa karaoke, lọc nhạc hay còn gọi là lọc xì, đầu giải mã, âm ly karaoke. Và sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu chủ yếu đến các bác đó là những chiếc mic hát karaoke của Nhật, của Mỹ. Mic Realakar SM300 của Mỹ, hàng xịn, hàng chất lượng cao. Giá của em nó đang để một cái giá cực kỳ tốt. Bình thường bán với giá 1.250.000 cho một cái mic, như cửa hàng tôi đang bán hiện tại giá chương trình giảm giá là 1.050.000, bao gồm cước vận chuyển luôn cho các bác là một cái mic như vậy. 1.050.000 cho một em. Tôi sẽ test thử luôn rồi sẽ quay chi tiết. Đây. Thì mic thì nó karaoke thì nó còn phụ thuộc vào khá nhiều thiết bị, giả sử âm ly hoặc loa các bác để gần hay xa, hoặc giả sử một cái âm ly karaoke kém thì nó sẽ hú rít nhiều. Thì đây tôi đang test vào một con âm ly hàng chính hãng, hàng xịn 203 ba la mã, và cái mic tôi đang chĩa vào hai đôi loa là đôi loa lời đây và một đôi loa karaoke phía trong. Đây tôi sẽ alo thử mời các bác xem nhá. Đây là cặp SM300 giá 1.050.000. Alo, xin chào quý vị và các bạn. Cửa hàng tôi đang quay giới thiệu đến các bác là một chiếc mic của hãng Realakar SM300, hàng Mỹ xịn, giá 1.050.000 một chiếc. Các bác mua hai chiếc thì cứ nhân giá lên, hai chiếc là 2.1.000. Và tôi đang để chương trình giảm giá và bao cước vận chuyển cho các bác. Bình thường giá bán là 1.250.000, nhưng đang để chương trình giảm giá 1.050.000. Tôi sẽ giới thiệu qua về hộp mic. Một hộp mic thì các bác kéo ra nó như thế này. Trong hộp mic thì nó như đây. Có một tờ giấy giới thiệu về sản phẩm, một củ mic và một cuộn dây mic. Mic này thì cả dây và củ mic thì nó dài gần 5m các bác nha. Và gần 5m thì thao hồ để các bác có thể dùng rồi. Bởi vì không gian khi mình ngồi thì tầm 4m là đã xa lắm rồi so với chỗ hát. Đây, một cái củ mic cực kỳ sang trọng và chắc chắn. Sơn lì màu đen, cầm rất đậm tay, hàng xịn, hàng chính hãng, nó phải như thế này. Và trên thị trường cũng có mic nhái của loại này các bác nha. Nên là các bác ngoài cửa hàng tôi thì các bác có thể đi tìm những cái nơi nào bán uy tín hoặc là cửa hàng lớn thì các bác sẽ yên tâm được mua được những cái sản phẩm chất lượng cao như thế này, hàng chính hãng. Còn nếu rẻ hơn thì rất có thể sẽ phải hàng nhái SM300. Tôi sẽ mở cái củ ra thì các bác thể nhìn qua bên trong một chút. Đây, đầu mic rất xịn sò, thiết kế đẹp. Đây là cả từng chi tiết hoàn thiện của sản phẩm cực kỳ sang trọng, bền bỉ. Khi hát thì các bác lên đừng có vặn dây mic làm gì, dây cũng rất là chắc chắn nhá. Và nó thiết kế chuyên nghiệp. Đây, nó có cái đầu này và có cái vòng kim loại để chặn đoạn đầu của đầu cắm tiếp xúc với âm ly. Tác dụng của cái này là làm cho bền hơn cái đầu dây, tránh bị gập. Và đây là đầu tiếp xúc với củ mic. Ở chỗ này nó có một cái ốc ở đây. Nếu các bác xoay cắm dây mic vào mà xoay siết cái này vào thì sẽ không thể kéo dây mic ra được. Nên nếu trường hợp là các bác muốn không tháo ra thì xoay thêm vào, còn không thì cứ để nó ở mức vừa phải. Và kèm theo đó thì cửa hàng tôi còn kinh doanh thêm những cái mặt hàng phụ kiện khác, tôi có thể quảng cáo thêm. Đây, chẳng hạn như dây loa của Mỹ Montez. Đây, Super Mini Cable Speaker Cable Montez của Mỹ. Khi tuốt dây ra thì đầu nó gồm như thế này. Nếu trong này nó có bốn cái sợi này, bốn cái sợi. Và nếu tuốt ở đầu này ra thì nó sẽ không nhìn thấy sợi. Nếu tuốt xa thì sẽ nhìn thấy bốn sợi kim loại. Đó.
Dây này cửa hàng tôi bán 100.000 một mét không gồm cước vận chuyển. Và dây AV xịn 200.000 một dây. Và dây quang này 150.000 một cái. Ngoài ra còn có ổ cắm của Nhật bãi, chân dẹt, dùng chân dẹt các bác nha. Những thiết bị hàng bãi thì thường nó là chân dẹt. Với một cái ổ 6 lỗ này thì có giá từ 350.000 đến 400.000. Còn ổ 4 lỗ đẹp cứng cáp như này là 300.000. Còn một ổ nhỏ hơn như này, 3 lỗ là giá 150.000. Những sản phẩm chủ yếu hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn là những cái mic cực kỳ hay và chất lượng cao như vậy. Như trước mắt các bác thấy. Quý khách hàng có thể để lại địa chỉ trên phần bình luận của video thì cửa hàng tôi sẽ chủ động liên hệ và xác nhận đơn hàng cho các bác, gửi đi qua dịch vụ Viettel hoặc là nhà xe khách. Cước vận chuyển thì cửa hàng tôi sẽ bao là giá là 1.050.000. SM300 tôi sẽ alo thử này các bác. Đó. Tắt mở này, đó. Cái hú rít nó kết hợp cả do mic này, do loa và do âm ly. Như các bác thấy sao? Tôi để mic rất gần với loa. Phải nói là chất lượng của cái mic này quá ok đúng không? Và cái lời nói của mình rất rõ, ngọt. Alo, xin chào quý vị và các bạn. Cửa hàng Minh Âu Đùa Đông đang giới thiệu đến các bác là một mẫu mic hát karaoke của Mỹ xịn, có tên là SM300 Real Ca. Hộp cực kỳ sang trọng và chắc chắn. Tất cả những cái thứ trên cái mic này đều thể hiện sự chắc chắn và sự chuyên nghiệp. Dây rất là sang trọng và cổ mic cũng như vậy. Nước sơn lì màu đen. Alo. Các bác có thể vào kênh YouTube của cửa hàng tôi và gõ số điện thoại 0941891914 trên phần tìm kiếm của YouTube thì nó sẽ ra những cái video của các sản phẩm mà cửa hàng tôi kinh doanh và đăng lên hàng ngày. Quý khách hàng có thể tham khảo được rất nhiều mặt hàng. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.